Video clip ngày hôm nay em làm về chiếc xe 7 chỗ số tự động, một mẫu xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc. Đấy, xe thì còn rất là chắc chắn, còn rất là chắc chắn nha các bác nhá. Đây là vô lăng này, còn đây là cần số của xe này các bác này, cần số tự động, điều hòa auto nhá, có màn hình giải trí nhá. Đấy, có túi khí an toàn, có vô lăng tích hợp đây, những cái nút phím điều khiển tích hợp ở trên vô lăng này các bác này, và có cửa sổ trời, trần nỉ đẹp, 7 ghế ngồi rộng rãi. Đấy, một cái mẫu xe này chắc các bác cũng đã từng nghe đến và các bác cũng từng biết đến đúng không ạ? Đấy, gương kính điều chỉnh điện. Chiếc xe mang tên là Kia Carens nha các bác. Chiếc này được sản xuất năm 2010. Máy 2.0, 7 ghế ngồi với nước sơn màu bạc. Và củ máy của xe hiện tại là vẫn còn zin. Đấy là một điều tuyệt vời ở trên một chiếc xe ô tô cũ đúng không ạ? Đây, có đèn bi này các bác này. Đèn này là đèn pha xịn nguyên bản của chiếc xe các bác nhá. Đăng kiểm của xe đến tháng 1 năm 22. Lốp của xe vẫn còn khá là dày. Đấy, khá là dày này. Và la lốp nguyên bản theo xe có ABS, rồi có phanh đĩa tất cả tổng thể là 4 bánh luôn. Đấy, mẫu này bản đủ nhá. Máy 2.0 đối với dòng xe Kia này thì cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nó cũng rất là hấp dẫn thôi. Đấy, chỉ tầm khoảng 8 đến 9 lít trên 100 km thôi các bác nhá. Đây anh này bên Chí Linh sang mua xe này. Đấy. Anh ấy chốt con Kia Forte này. Vừa rồi thì có một anh bên Hưng Yên sang chốt con Captiva màu vàng cát các bác nhá. Đấy, bên em thì ngày nào bán rất là nhiều xe và luôn luôn cần mua một số lượng xe nhất định. Số lượng xe lớn luôn. Đây, có mua có bán và có đổi các xe nhá. Đây là hai số điện thoại chính của bên em nhá. Các bác liên hệ cho bên em theo hai số này. Và đây là địa chỉ. Bác nào đến trực tiếp được thì là cái tốt, còn bác nào mà không đến được thì bên em sẽ đánh xe, giao xe, mang xe, chuyển xe đến tận nơi, tận nhà, tới tận chỗ làm việc của các bác để các bác mình kiểm tra xe. Mình kiểm tra xong ưng thì lúc mới mua, và không ưng bên em lại cho về. Đấy, không ưng không thích bên em lại cho xe về nhá, bán cho người khác. Đấy, các bác hãy nhớ nhấn đăng ký kênh YouTube và hãy nhớ nhấn theo dõi trên trang fanpage để xem thêm, để biết thêm những mẫu video, những mẫu xe khác nữa mà của siêu thị ô tô Hải Dương đăng lên nhá. Đấy, siêu thị ô tô Hải Dương rất nhiều xe, trên 100 đầu xe các loại để cho các bác tham khảo mình lựa chọn. Bây giờ em sẽ quay chi tiết về cái mẫu xe này cho các bác xem đây. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, vâng, cửa đẹp này, mép cửa này, keo chỉ zin này. Chiếc xe bên em đảm bảo và cam kết bằng bất cứ hình thức nào cho các bác về vấn đề là lỗi đâm đụng, lỗi va chạm, lỗi ngập nước, để đảm bảo cho các bác yên tâm những vấn đề đấy nhá. Còn bác nào mà thực sự yên tâm, muốn cho yên tâm thì mình có thể cho thợ đi test, và mình có thể cho ra hãng để kiểm tra, để test các bác nhá, thoải mái thôi. Đây các bác nhìn đến cái đồ nhựa của cái phần tắp ni cửa, nó rất là đẹp luôn này các bác này. Nó rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp, đây có loa check này. Đấy, cũng là kính điện này. Đấy, nội thất là màu đen nhá. Khung vỏ của dòng xe Kia Carens thì các bác yên tâm rồi, nó rất là cứng chắc. Nó rất là cứng luôn, nó bền hơn so với một số những dòng xe khác nha các bác nhá. Như dòng xe Daewoo, với dòng xe Chevrolet, một số dòng xe khác là không bằng Kia này đâu. Kia là có là một cái mẫu xe rất là thương hiệu vào. Và cái dòng này là máy của nó rất là bền nhá, rất là bền máy, số nữa, và đồ đạc phụ tùng nó cũng rất là bền. Thay thế sửa chữa thì cũng khá là rẻ và dễ, sẵn có. Đấy, riêng dòng xe Kia Carens, bác nào mà chưa tìm hiểu về nó, chưa biết về nó thì mình có thể bây giờ mình có thể tìm hiểu thêm nhá. Đấy, cái bu lông cánh cửa là chưa bị vặn vọ nha các bác. Đây, đẹp chưa? Đúng không? Sàn của xe bọc da có lót thằng trải sàn trên rồi. Ghế bọc nội thất ghế da hai màu. Đấy, ghế thì rất là đẹp và rất là căng luôn. Đây là cốp đồ, hộp đồ nhá. Đấy, cần số zích zắc vào rất là nhẹ và khi nhảy số rất là êm. Táp lô đẹp này các bác này. Đấy, táp lô xe đẹp chưa này. Đấy, rất ok luôn. Có khóa khiển nhá. Đấy, có khóa khiển đầy đủ nhá. Đấy, vô lăng đẹp này, vô lăng của xe là không bị mòn nhá. Vô lăng rất ok. Đấy, trần nỉ sáng sạch. Chiếc xe rất ok luôn đấy ạ. Hoàn toàn không có lỗi. Chiếc xe còn rất là cứng. Tuy rằng giá tiền chỉ có hơn 200 triệu thôi, nhưng mà chiếc xe vẫn còn cực kỳ ok. Đây, chú này đang cà số này. Đấy, bên em đều cho người cà số khung số máy nhá. Đấy, xe nào cũng vậy, đều cho cà số khung số máy hết. Đấy, anh kia anh ấy chuẩn bị về cho nên là anh bảo cà thêm bộ nữa. Đấy, anh kia bên Chí Linh. Đây các bác nhìn này, keo chỉ của xe này. Đây, keo chỉ cánh cửa này.
tất cả các mép cánh cửa, mép cốp, mép cabo là đều phải có keo chỉ các bác nhá. Phải có keo chỉ thì mới chứng tỏ được đấy là chiếc xe không bị lỗi, không bị va chạm, không bị đâm đụng. Đấy. Chứ còn mất đâu là bị chạm vào đấy rồi các bác nhá. Đấy, chia sẻ kinh nghiệm các bác. Đây cái đồ nhựa của nó này, bác này. Đấy, các bác nhìn này. Cười rồi giói luôn, đúng không ạ? Đây da này, cái này là da nhá. Các bác thấy thì những chiếc xe bên em lấy về, xe nào cũng thế, xe nào cũng vậy. Toàn bộ là toàn là chiếc xe đẹp thôi. Những chiếc xe ít tiền nhưng mà toàn những chiếc xe cứng, toàn những chiếc xe mà phải nói là nó nhiều con đấy ạ, nhiều con, thậm chí là hàng hiếm, hàng độc, hàng ít có trên thị trường luôn. Vì nguồn xe của bên em nhiều lắm. Đây, nguồn xe của bên em nhiều lắm cho nên là bên em cứ chọn những chiếc xe đẹp bên em lấy về. Chỗ này có cửa gió thổi phía sau này. Đây, sàn của xe này. Đây, ghế đằng sau đây, tí em mở cốp cho các xem nhá. Ghế này được gập xuống này. Mình gập xuống thì sẽ tạo thành một cái khoang để đồ rất là rộng. Ngồi 5 người thì mình gập ghế đằng sau lại để mình để đồ nhá. Đấy, nước sơn đẹp. Đấy, vỏ đẹp, không có lỗi. Các bác nhìn này, không có một ít lỗi nào ở khu vực bên ngoài, cho nên là các bác nhìn cho em là tất cả những cái khe của nó này và đóng cửa nó rất là nhàng, khe nó khít này. Chỉ có tiếng tôn thôi nha các bác. Đây này. Đấy, chỉ nghe tiếng tôn thôi, không nghe tiếng bả đâu. Kính của xe bọc dán phim cách nhiệt rồi. Đấy, chỗ này đồ nhựa nó còn đẹp nguyên này các bác này. Đấy, kính của nó này, kính liền đời luôn. Xe trang bị có giá lóc đầy đủ nhá. Đây là phần lóc của ngoài con xe này. Đấy, đây là phần đèn. Phía sau trang bị có mắt camera, có mắt cảm biến. Đấy. À, con này không có cảm biến nhá, có mắt camera thôi. Cảm biến các bác lắp thêm tầm khoảng một tầm khoảng loanh quanh triệu hơn triệu nữa là sẽ có cái mắt cảm biến nhá. Mà nói như thế không bị nhầm, đúng không? Cái mắt đấy là không mắt cảm biến đâu. Đây những cái phần gioăng này các bác nhìn này, phần gioăng khung gioăng cửa này còn ok chưa này. Đấy, sơn xi đẹp, lốp dày cả bộ luôn. Tiếp tục đây ạ, tiếp tục thêm các bác cùng đồng hành, cùng hành trình với em trong vòng vài phút đồng hồ nữa để các bác xem, các bác biết về chất lượng của mẫu xe Kia Carnet này, xem là chiếc xe của em có đáng đồng tiền bát gạo thì các bác mình bỏ ra mua không nhá. Đấy, bao lỗi cho các bác luôn, bảo hành cho các bác luôn về một số những cái lỗi quan trọng, đúng không ạ? Những lỗi quan trọng như là lỗi thân vỏ này. Đấy, lỗi thân vỏ là lỗi quan trọng mà các bác không nhìn thấy được, đúng không ạ? Như vậy thì bên em sẽ bảo hành. Thân vỏ là không mục mọt này và không đâm đụng va chạm này. Đấy. Như thế các bác đã yên tâm chưa ạ? Bên em có thể đánh xe tới tận nơi cho các bác xem cơ mà, đúng không ạ? Có phải là không đâu, đánh nơi, đánh tận nơi, dám đánh tận nơi cho các bác xem luôn. Đối với những chiếc xe bên em bán ra, cứ đánh tận nơi, đánh đến tận nhà các bác để các bác kiểm tra xe. Đây là một cánh cửa tiếp theo nữa mà em đang giới thiệu tới các bác. Đây, đồ nhựa đây, đẹp kinh khủng luôn này. Thân vỏ vẻ của xe là không có bị là đâm đụng hay là bị mục mọt nhá. Đấy, em nhắc đi nhắc lại cho bác để các bác mình biết được là chiếc xe này và những chiếc xe khác của bên em bán ra nó như thế nào, chuẩn chỉ luôn. Lái nhẹ, vô lăng của xe nó rất là nhẹ luôn các bác nhá. Đây, da nó này các bác nhìn này, những chiếc xe mà đi nhiều là da nó sẽ không đẹp này đâu. Đấy, da của chiếc xe này vẫn còn rất là đẹp luôn. Tuy rằng thì tay bám vào đây nhiều đúng không ạ, cứ ngồi lên là sẽ bám tay vào đây đúng không ạ. Đây các bác nhá. Như vậy là cũng khá là tương đối và cái phần khung nội thất bên trong của chiếc xe rồi đúng không ạ? Đấy, cửa đóng rất là êm nhẹ. Quay đầu cho các bác xem phần sơn xi, phần vỏ vẻ bên ngoài, những cái phần gioăng, những cái phần nhựa, những phần nẹp kính, rồi phần kính bên ngoài nữa. Để các bác xem kính của xe là không bị xước. Xước nha. Nhiều con chỗ này nó bị xước hết rồi các bác này. Đấy, nó bị xước hết rồi. Con này của em là chưa bị xước luôn. Đấy, đồ nhựa chỗ này vẫn còn rất là tươi đẹp này. Những cái lẹp này, những cái lẹp của xe là không bị cong vênh này. Đấy, chỗ này có lẹp sườn sáng bóng nữa nhá. Và các bác nhìn xem này, những cái phần khe mép của xe nó còn rất là khít đều này. Gõ đều có tiếng kêu như này hết này.
đấy, các bác nghe tiếng tôn không ạ? Chỉ nghe tiếng tôn thôi nhá. À, đẹp chưa? Bên trong còn cực kỳ là nhiều xe khác nữa cho các bác mình lựa chọn. Và bên em đây, mua bán trao đổi ký gửi hỗ trợ trả góp những chiếc xe đời cao, siêu thị ô tô Hải Dương nằm ở tại 90.2 Trường Chinh, quận Bình Thạnh, Hải Dương nhá. Hai số điện thoại chính, hai số điện thoại hotline của bên em vẫn thường dùng, đấy là số 093 8586 307 hoặc 0389 000 555, và chuẩn bị dùng thêm một số nữa là 0335 8383 89. Đấy, đấy là số tiếp theo nữa mà bên em chuẩn bị dùng các bác nhá. Bây giờ em quay phần máy cho các bác xem luôn và phần gầm cho các bác xem luôn. Các bác mình cũng chú ý nhá. À, phần cốp chưa quay đúng không ạ? Bây giờ em quay cốp luôn nhá. À, cốp của xe được mở bằng điện nha các bác. Đây, cốp đây. Phía sau đây. Cái khu vực để phía sau vẫn còn đẹp này, nó không bị kém và cũng không bị nó không bị hỏng, không bị rách và cũng không bị bẩn nhá. Đây. Hơi bẩn bẩn chút thôi các bác nhá. Không đáng kể gì đâu. Những cái phần máng nước này ok chưa? Những tính toán của xe là vẫn còn nguyên. Những cái vị trí này mà mất đinh nhá thì đảm bảo với các bác là nó sẽ bị đâm rồi nhá. Đấy, nó sẽ bị có người khác hút đít rồi. Hoặc là lùi vào đây đó, lùi vào đâu đó đúng không ạ? Đấy, chia sẻ với các bác như vậy. Con này biển tính nhưng mà nó là gốc thành phố, các bác mua về Hà Nội, mình mua về Sài Gòn không mất 20 triệu tiền biển đâu. Vâng nhá. Còn các bác mà mua về những tỉnh khác không phải Hà Nội, không phải Sài Gòn thì cũng thế thôi, chỉ hết vài triệu thôi, sang tiền sang tên bất cứ nơi nào thì tiền cũng chỉ có là mấy triệu đồng các bác nhá. Đây gầm này các bác này. Không bị mục ngọt đâu nha, những ba bô lê, cua lốp của xe vẫn đẹp nguyên. Đấy. Ba bô lê rồi cua lốp của xe là vẫn còn đẹp nguyên nhá. Không, anh đợi em một chút. Đây máy đây, em đang mở cái lắp này ra nhá. Đây cái lắp này nó có lắp nhựa này. Các bác anh có việc gì đợi em tí. Quay nốt. Vâng. Đây các bác xem máy nhá, máy đẹp lắm, máy cô đét luôn, máy êm ru luôn. Riêng máy số chiếc xe này là mình không chơi được vì nó còn rất là ngon. Tất nhiên thì qua gian năm tháng thì có một số cái mình không thể tránh được, đúng không ạ? Đối với một chiếc xe cũ tôi cũ, nhưng mà về những cái cơ bản, những cái về những cái mà cần thiết là chiếc xe là còn hoàn toàn ok. Và chiếc xe này các bác về mình không phải làm gì nữa, chỉ việc đổ xăng là chạy, chỉ việc đi thôi, không phải sửa sang, không phải đầu tư gì nữa nhá. Đấy, tất nhiên xe đời 2010 nó chỉ cũ một chút theo thời gian thôi, chứ không có vấn đề đâu các bác nhá. Vâng, thì video về chiếc xe này, à quên, em chưa quay đến cái khu vực gầm phía bên đây nữa, đúng không? Chưa quay đúng không? Bây giờ quay luôn này, các bác nhìn này. Đấy, tí quên phần gầm bên đây đúng không ạ? Đấy, các bác xem nhá. Rồi, như vậy là chi tiết, như vậy là đầy đủ, như vậy là không thiếu gì nữa rồi, đúng không ạ? Các bác hãy nhanh tay gọi điện trực tiếp cho bên em để tư vấn thêm và để chốt giá đối với cái chiếc xe này nhá. Bên em có đổi các xe nhá, các bác có xe gì muốn đổi bên em thì các bác cứ mang trực tiếp đến siêu thị ô tô Hải Dương, hoặc là bên em sẽ đến tận nơi đổi cho các bác nhá. Và các bác có xe gì bán bên em sẽ cũng sẽ đến tận nơi để thu mua cho các bác với giá tiền hợp lý, hoặc là các bác đánh đến tận nơi bên em thu mua cho. Đặc biệt về giá nha các bác nha, giá của chiếc xe này thì thường thường bên em vẫn bán là 206-207 đây. Còn thì mức giá của mẫu xe này ở mức giá như thế nào, có tốt hơn không? Đấy. Có yêu thương hơn cái mức giá mà vừa đem nói hay không thì mình hãy alo trực tiếp nhá, alo luôn. Alo sớm bên em theo hai số điện thoại ở trên đây em quay lại này. Đấy. Để được chốt chiếc xe này nhá. Mọi thủ tục sang tên mua bán vận chuyển các bác cứ alo bên em nhá. Rồi, video về chiếc xe này em đã quay xong, xin được tạm dừng và kết thúc video này ở tại đây. Xin được gặp lại các bác vào video, những cái chương trình, những cái clip phát sóng lần sau nhá.